mời các bạn cùng đến với chương 5, bài học trên chiếc khăn ăn số 5, những con tàu trên biển. Bạn có thể mới vào việc 1 tuần, 2 tuần hoặc đã lâu, nhưng quan trọng là ở chỗ, giờ đây bạn đã quyết định sự bắt tay vào việc và phát triển nó lên. Giờ đây bạn đã đỡ đầu nhiều người. Bài học này là một bài học hấp dẫn, do vậy nếu giới thiệu được cho một nhóm thì tốt hơn là cho một người. Hầu như mỗi một người trong chúng ta đều đã nghe câu nói: khi con tàu của tôi cập bến, người bi quan thì khẽ thốt lên: tôi thật là không may, khi tàu của tôi cập bến thì tôi đang đứng ở bến ô tô hay là ở sân bay. Trong hệ thống MLM, con tàu của bạn thực sự đang cập bến. Nếu bạn nghiên cứu và áp dụng các bài học trên chiếc khăn ăn, thì bạn sẽ có mặt ở cảng đúng lúc tàu của bạn cập bến. Đôi khi tôi hỏi mọi người xem họ có một người bà con đã quên lãng mà sau khi chết đi đã để di chúc lại cho họ một khoản tiền không. Vấn đề là ở chỗ đại đa số đã không có được điều đó. Đại đa số mọi người đều rất ít hy vọng là con tàu sẽ cập bến, nhưng trong MLM thì khả năng ấy là có. Đó chính là một trong những nguyên nhân khích lệ tôi. Khi nói chuyện với mọi người, bạn có thể tạo cho họ một niềm hy vọng. Hy vọng rằng 3-40 năm tiếp theo đây, họ không cần đi làm cho một công sở để đủ lương hưu và ra đi. Bạn cũng sẽ tự thấy người ta cố gắng làm việc 30-40 năm để rồi về hưu và biết cuộc đời như thế nào, để rồi cuối cùng phải cố gắng tồn tại bằng một đồng lương chỉ bằng nửa trước đây. MLM quả thực cho chúng ta khả năng biến ước mơ thành hiện thực và không cần phải chờ điều đó tới 30-40 năm. Phần đông mọi người sợ phải bắt đầu xây dựng một công việc mới của mình. MLM cho ta khả năng bước vào việc mà không phải chịu mức thu nhập hiện có. Bây giờ ta chỉ ra cách phải làm thế nào để con tàu của bạn cập bến, sẽ chỉ ra cách có thể đạt đến đỉnh cao mà không phụ thuộc bạn tham gia công ty MLM nào. Khi tàu cập bến, bạn có thể thu được lợi nhuận không phụ thuộc vào trọng lượng hàng mang trên tàu. Khi mô tả cho một người bất kỳ về điều này, ta hãy vẽ ba con tàu trên biển. Ở bên trên hoặc bên dưới, ta vẽ bờ là nơi con tàu của bạn cập bến. Ta gọi con tàu thứ nhất là con tàu vàng, cái thứ hai là tàu bạc và cái thứ ba là rỗng. Các con tàu đó là tương ứng với người trong nhóm của bạn, không phụ thuộc bạn có trực tiếp đỡ đầu hay không. Họ có thể đứng ở mức bất kỳ nào theo hàng dọc đỡ đầu của bạn. Biết rằng khi tàu cập bến thì hàng trên tàu là lợi nhuận của bạn, thế bạn sẽ giúp con tàu nào đến bờ? Câu trả lời của bạn tất nhiên là con tàu vàng. Thế thì tại sao phần đông người ta cứ thích làm việc với những con tàu rỗng? Chính bởi vì phần đông đó chưa bao giờ tham gia vào những việc giống như thế này. Những con tàu vàng tương ứng là những người nghiêm túc, người ta đã đỡ đầu họ rồi lại bỏ mặc họ cho số phận, cho rằng họ không cần phải giúp đỡ, hướng dẫn họ nữa, vì đằng nào họ cũng sẽ cập bến, nhưng họ sẽ không thể chuyển động được nếu thiếu một nền tảng sâu cần thiết cho một công trình thành đạt. Những con tàu rỗng là những người đã vào việc nhiều tháng rồi mà lần nào gặp cũng phải thuyết phục họ là công việc sẽ chạy. Họ luôn tìm thấy những điểm âm và rất dễ chán. Phần đông mọi người cứ làm việc với những con tàu rỗng cho tới khi hiểu được bài học này. Khi hiểu bản chất của bài học rồi thì họ bắt đầu làm việc với những con tàu vàng. Khi bạn bắt đầu đỡ đầu một người mới thì ta coi đó là một con tàu bạc. Nó sẽ trở thành tàu vàng hay biến thành tàu rỗng là tùy thuộc vào điều bạn sẽ làm việc với nó như thế nào. Trong bài học đầu tiên, ta nói về 5 người nghiêm túc của bạn, tức là nói về những con tàu vàng. Nói một cách đơn giản hơn là càng nhiều tàu bạc trở thành tàu vàng thì bạn càng ít phải đỡ đầu số người để từ đó có được 5 người nghiêm túc. Một con tàu vàng là một người nghiêm túc thường thể hiện qua những đặc tính sau. 1. Có mong muốn cháy bỏng, muốn học hỏi. Họ thường xuyên nêu những câu hỏi và muốn nhận được câu trả lời. 2. Yêu cầu giúp đỡ.
anh ta muốn cùng bạn tiếp xúc với người mà anh ta định đỡ đầu hoặc định đào tạo. 3. Có hưng phấn với công việc. Anh ta nắm khá rõ công việc, vì vậy luôn biết phải làm gì, và điều đó làm cho anh ta hưng phấn. 4. Có trách nhiệm. Mua và bán sản phẩm, sử dụng thời gian rỗi của mình để biết mọi điều về sản phẩm và các khả năng kinh doanh. 5. Có mục đích cụ thể và rõ ràng, và mong muốn khát khao thực hiện mục đích ấy. 6. Có danh mục tên người. Danh mục ấy phải được viết ra để lúc nào cũng có thể điền thêm tên mới và không bị quên. Bạn có thể tình cờ đến một chỗ mà đã lâu bạn chưa đến, và bạn sực nhớ ra những người đang sống và đã từng sống ở đó. Vì bạn luôn có danh mục tên người, có đúng như vậy không? Nên cần phải điền ngay tên mới vào. Sau vài ngày, khi cần gọi cho ai đó, bạn dở danh mục ra và cái tên mới kia hiện ra trước mắt bạn. Nếu bạn không biết ngay lúc đó, thì có khả năng bạn chả bao giờ còn nhớ đến cái tên đó nữa. 7. Bên anh ta, bạn rất vui. Anh ta rất mong bạn đến thăm cả về công việc cũng như để giải trí. 8. Lạc quan. Tất cả chúng ta đều thích có mặt trong tập thể những người suy nghĩ lạc quan, bởi vì điều này lây lan lẫn nhau. Ta còn có thể liệt kê nhiều đặc tính khác của con tàu vàng. Điều khác nhau cơ bản giữa tàu vàng và bạc là ở chỗ tàu bạc vào việc còn chưa lâu để có thể hiểu sâu và tiến hành công việc một cách nghiêm túc. Tôi muốn bạn làm quen với ba từ quan trọng sau đây. Nếu bạn hiểu được ba từ này, thì bạn có thể khởi động được bất kỳ chương trình MLM nào. 1. Giới thiệu. 2. Nhập cuộc. 3. Tăng trưởng. Việc đầu tiên cần làm là giới thiệu công việc cho người mới. Khi giới thiệu xong thì đề nghị anh ta nhập cuộc. Khi nhập cuộc rồi, anh ta sẽ suy nghĩ là sẽ đạt được gì trong chương trình này và sẽ liên tục tăng trưởng. Hãy giới thiệu cho mọi người về MLM trong chương mở đầu với những cách bán hàng khác và nêu ra bài học 2 x 2 bằng 4. Hãy làm việc với họ, mô tả cho họ chuyến đi đến Cali trên cơ sở bài học trên chiếc khăn ăn số 3. Sự tăng trưởng sẽ đạt được một cách tự nhiên nếu họ hiểu tầm nhìn của mình tới đỉnh cao. Bạn phải thể hiện, có thể là trong các cuộc điện thoại, có thể qua gặp gỡ với các đối tác khác, sao cho họ hiểu bạn muốn giúp đỡ họ, chứ không phải là sử dụng họ. Quay lại với người thuộc dạng tàu rỗng, bạn muốn giúp họ và gọi điện cho họ, và bạn cảm thấy họ không có ý chờ cú điện thoại của bạn. Thế có nghĩa là họ nghĩ rằng bạn muốn an ủi họ. Khi ta điện thoại cho các con tàu rỗng thì họ luôn nghĩ là chúng ta đang tìm cách ép họ. Còn khi ta gọi điện cho các con tàu vàng thì họ hiểu ngay rằng ta muốn giúp họ. Bạn sẽ cảm thấy điều đó qua giọng nói. Những con tàu rỗng không có mục đích, cũng chẳng hề có danh sách. Nói chung là họ không nghiêm túc. Hơn nữa, họ còn có phản ứng âm. Đó là những người luôn luôn phải chứng minh cho họ tất cả. Cần phải lĩnh hội được rằng, khi tàu rỗng chìm, nếu đáng lẽ phải làm việc với tàu vàng, bạn lại đi làm việc với tàu rỗng, thì họ sẽ kéo luôn cả bạn chìm theo. Vì thế chúng ta phải huấn luyện cho người của chúng ta tránh xa các con tàu rỗng, chỉ làm việc với các tàu vàng. Phần lớn thời gian phải làm việc với tàu vàng để kiến tạo được bề sâu cần thiết. Đến một lúc nào đó, các con tàu rỗng còn chưa chìm, tức là còn chưa bỏ cuộc, cũng như các con tàu bạc còn chưa biến thành vàng, sẽ nhận thấy là bạn làm việc không cần gì đến họ, và thấy là cần thiết phải gọi điện cho bạn. Nếu có ai đó đang chìm rất nhanh và không thể nào dừng quá trình được, thì đừng có hạ xuống đáy cùng họ. Từ vị trí đáy, có thể họ sẽ gọi điện và thăm bạn, muốn hợp tác với bạn và cùng bạn lớn mạnh lên. Vào những lúc như thế, bạn có thể dễ dàng nâng họ lên. Song nếu bạn mạo hiểm để cố nâng họ lên khi họ đánh chìm, tức là làm việc với con tàu vừa đang chìm vừa rỗng, thì rất có thể họ sẽ lôi bạn xuống đáy theo. Còn một điều nữa cũng rất quan trọng, hãy nhớ rằng đừng có bao giờ hỏi một người mới là tuần qua anh ta đã bán được bao nhiêu sản phẩm
Nếu làm thế thì có nghĩa là sẽ mất hết ý nghĩa những điều bạn vẫn nói với anh ta, rằng trong công việc này không phải bán gì hết, anh ta chỉ phải giới thiệu cho bạn bè, đỡ đầu và xây dựng công việc mà thôi. Nếu bạn hỏi họ là họ đã bán được gì, thì phản ứng đầu tiên của họ là sẽ nghĩ rằng bạn rất quan tâm xem điều đó mang lại cho bạn được bao nhiêu tiền. Và họ nghĩ như vậy thì cũng phải thôi. Tiền sẽ tự đến nếu như trước hết bạn quan tâm đến điều phải giúp cho mọi người thành đạt. Ông Zig Ziglar đã đưa ra định nghĩa như sau: bạn sẽ đạt được tất cả mọi thứ một cách đơn giản nếu bạn hết mình giúp đỡ những người khác đạt được điều mà họ muốn. Nếu muốn nói chuyện với một người nào đó trong nhóm của bạn mà bạn đỡ đầu, thì nếu có thể, hãy gọi điện cho một người khác từ nhánh của anh ta và nói với người mới này là bạn có thể giúp cho người đó gặp gỡ và nói chuyện với người mà người đó muốn. Sau đó bạn hãy gọi điện cho người đầu tiên mà bạn muốn làm việc và báo cho anh ta hay rằng bạn vừa nói chuyện với một cộng sự của anh ta, người đang nóng lòng muốn có một cuộc gặp gỡ chung. Hãy cho người của bạn hiểu rằng là bạn gọi điện cho họ là để giúp đỡ, chứ không phải là để kiểm tra. Kiểm tra là nhiệm vụ của giám đốc kinh doanh của công ty chuyên về bán trực tiếp, chứ không phải là việc của bạn. Chúng ta đang làm việc không phải là theo việc bán hàng trực tiếp mà là dạng MLM. Giờ thì chắc là bạn đã thấy rõ sự khác nhau như thế nào rồi. Kết thúc bài học này, chúng ta hy vọng là bạn không phải là một con tàu rỗng, bạn đọc thân mến ạ. Nếu như bạn là con tàu rỗng, thì bây giờ bạn đã là con tàu vàng, hoặc ít ra cũng là con tàu bạc đang đi đúng hướng để biến thành tàu vàng. Chỉ cần phải tiếp tục như vậy.